Đây, wifi phụ đây anh em. Đúng bằng wifi chính luôn nhá. Ôi giời ơi. 144 m. 60.9 download 60.9 này. Upload này thì nó đang kệ hơi kém. Đây test lại lần nữa này. Xin chào mọi người đây nào. Xin chào 500 anh em. Hết Covid rồi đừng có bị khẩu trang nữa. Mở khẩu trang em chào. Như thế rồi. Trời, đẹp quá. À đây anh này, cầm lấy mấy cái. Nhà có điều kiện. 5.000. Thôi mà, vài cái thôi mà. 5.000 cân lo gì. 55.000 một cân. 55.000 cân. Mày cứ bỏ quên đi. Từ hôm đấy anh có thấy thả gì chưa? Phải để nhân anh nhỏ lúc nào cũng phá hết đồ phát đấy. Ồ, sĩ văn tốt. Em làm có bị gấy đầu hoa, có hư mấy đầu hoa nào? Làm ăn có gì chứ chứ. Đó, nhìn thấy cái thang này nó chẳng vào rồi. Nào anh? Giờ này mới vào rồi. Đẹp không? Thấy bác cái thang kia mà. Thằng này á? Gà sắp suốt chưa anh? Hả? Gà sắp suốt chưa? Đi vào đi. Mày có đi xe không? Tốt. Mày có đi xe không? Muốn vườn đi ý kiến thì đi à? Đây sẽ kéo cái mạng LAN từ cái chính đến phụ. Đầu khách bảo là 100 khách hay bảo 70 m. Nhưng mà em đo trên Google ấy là nó rơi vào 139 m. Trên thực tế thi công thì là rơi vào 144 m. Đấy, khách hàng từ kéo từ nhà ra cái trang. Đây anh em nhá, khi mà cắm cái cổng quang ở bên trên nhà, trên model chính mình đã cắm rồi, khi nào cắm ấy anh để ý cho em này, khi nào mà nó cắm vào là thêm 2 đèn nữa. Đấy. Tức là để một con nó hoàn chỉnh thì nó phải đủ 6 đèn. À. Đây là 4 đèn này. Dây LAN thì mình cắm từ cái cổng LAN của cái con vector này. Qua cái cổng đây thôi. À. Cổng này thì mình cài đặt. Đây sẽ cắm cổng quan đi. Thank you.
Nhưng cái cục này bây giờ là không cần cài mật khẩu nữa nhỉ? Giờ anh thôi, anh muốn như nào cũng được. Anh muốn cài, anh muốn cài cũng được mà không cũng được. Cài vào cho đỡ bị bắt nhiều. Cài như ở trên kia đi. Quen mà lời sáng quá. Chứ là đi sử dụng vẫn chưa? Tín ơi, anh có đặt mật khẩu không? Có, cho các bạn. Đừng quen nghe. Anh muốn đặt như nào? Vẫn như trên. 1 đến 8 à? Trên này. Đâu, vẫn 4, 9. 4, 8, 8, 8, 9 này. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7, 8. Đấy, xong rồi này. Đó. Đây anh để càng trông thì càng lóa. Da anh da hẳn ngoài này, da một, da 1, 2, 3, 4, 5. À được. Anh da, da hẳn ngoài chứ. Cái nhà đối diện là cũng muốn lắp vào anh nhỉ? Nhưng mà nó đang đối sai. Anh đặt tên wifi là gì? Để là trang trại đi nhỉ? Ừ, trang trại nữa. Trang trại chính nghĩa nữa. À em kích vào đây này. Thôi được, không cần phải quay thẳng đây. Mày cứ xịt ra ngoài. Hôm nay cho sếp làm để quay. À, thôi mày kiếm chân khóa máy đi. Chắc không phải làm vlog đấy. Đây, wifi phụ đây anh em. Đúng bằng wifi chính luôn nhá. 144 m. 60.9 download 60.9 này. Upload này thì nó đang kệ hơi kém. Đây test lại lần nữa này. Đấy. Ok.